bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 77 tuổi, nhập viện vì đau bụng. Bệnh nhân có tiền căn cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, tiểu đường tuyết 2, rồi suy thận mãn. Bệnh nhân không có nói chuyện được, chỉ đa dấu là chính người nhà hiểu thôi. Theo lời người nhà thì bệnh nhân có biểu hiện đau bụng cách đây 3 hôm. Nhân thai không đau, khóc bụng, không có đau khu trú chỗ nào hết. Không có sốt, không có đau ói. Và 3 ngày nay thì cũng đau thì bệnh nhân không có đi cầu. Trước bây giờ thì bệnh nhân không có đau tương tự. Bệnh nhân nhập viện và được chuyển lên khoa này để chẩn đoán theo dõi cái bụng ngoại khoa. Vì siêu âm thấy trong bụng, trong túi mật có sỏi, không có dấu hiệu túi mật cấp. Tôi khám lâm sàng tôi thấy bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, bệnh nhân không có nói chuyện được. Sinh hiệu thì mạch 80, huyết áp 15/8, nhiệt độ 37 độ C. Thì cái bụng, khám bụng thấy bụng trong đó phẳng, nhiệt độ bảy cái bụng tương đối phẳng, khí động tốt và nhịp thở. Tôi nghe rồi, âm ruột thì bình thường. Đánh cái bụng, đánh nông thì bệnh nhân không có biểu hiện gì hết, bụng mềm. Thật sâu chút nữa thì bệnh nhân nhăn mặt. Hỏi bệnh nhân đa chỗ nào nhiều nhất, bệnh nhân trả lời không được, cho nên khó chỉ quan sát được thôi, quan sát bằng cái nét mặt của bệnh nhân. Không có khỏi thành bụng. Em có làm phẫu dọ cái này được không? Không, tại vì sao? Phẫu dọ là phải hỏi bệnh nhân phải trả lời. Bệnh nhân này cái ý thức bệnh nhân chưa suy giảm cho nên không có làm phẫu dọ, nên là không có đề kháng, không có khỏi thành bụng. Không được chưa? Và ấn thì ấn sâu thì bệnh nhân có biểu hiện nhăn mặt, bệnh nhân biểu hiện đau, nhưng mà không có dấu chứng của một cái viêm khúc mặt. Nha. Ta để ý là cái vùng không là bản tiếp tôi suy, không lưng của bệnh nhân. Đây. Thì mấu chốt trong chẩn đoán là cái này dạ cái biến động á, bắt chuyện cho cháu khám xíu nè. Rồi chúng ta thấy là cái vùng hông bên trái của bệnh nhân nó gồ lên, đúng chưa, và da nó bị tấy đỏ. Ấn thì bệnh nhân đau nhiều, đau rồi. Tôi chẩn đoán trường hợp này là cái bụng giả cấp, nhưng mà ở đâu bệnh nhân ở, không phải trong khoang bụng. Và có thể trường hợp này nguyên nhân là cái bệnh nhân đau bụng là cái viêm của mô mềm. Cái mô mềm này có thể là ở da, mô dưới da có thể là ở trong cơ, trong thành bụng. Chúng ta thấy cái thành bụng có gồ lên, tôi nghĩ là cái viêm cơ thành bụng. Thì cái viêm cơ thành bụng thường xảy ra ở những bệnh nhân tiểu đường. Thì viêm phổi nó đến cái chỗ này, nó gây viêm theo đường máu. Vậy có hai cái vấn đề. Thứ nhất, bệnh nhân này là có tiền căn tiểu đường suy thận mãn. Thứ hai nữa là có một cái nội tiết bụng cấp. Thứ ba nữa là có một cái sát thương ở cái vùng mô mềm, ở cái vùng hông bên trái. Thì tôi chẩn đoán là cái giả bụng cấp do cái sang thương viêm tấy, viêm của mô mềm ở thành vùng hông bên trái, thường là viêm cơ. Để chẩn đoán xác định trường hợp này, chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải siêu âm bụng. Thứ hai, chúng ta phải siêu âm cái phần mềm này. Trường hợp này thì công thức máu thấy bạch cầu 20.000, nếu tôi tăng cao chứng tỏ có một tình trạng nhiễm trùng. Siêu âm bụng thì thấy có sỏi túi mật, không có dấu hiệu của túi mật cấp. Thì siêu âm phần mềm cái này thì chưa làm, nhưng mà có CT. Chúng ta vào xem hình ảnh CT của bệnh nhân này ở trong CT cái bụng, và chúng ta sẽ quan sát luôn cái tổn thương ở cái mô mềm ở đây luôn. Rồi tắt đi ra.